Khi bắt đầu kế hoạch xây cầu vào năm 1996, nhà chức trách Honduras muốn một công trình có khả năng chống chọi được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở vùng đất này. Tập đoàn Hazama Ano, một công ty Nhật Bản, được lựa chọn để xây dựng cây cầu trường tồn, có khả năng thách thức sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Cầu Choluteca, tên tiếng Tây Ban Nha là Puente Sol Naciente, cầu mặt trời mọc, thực sự là một kỳ quan về thiết kế và sử dụng công nghệ hiện đại nhất. Cầu này chính thức đi vào hoạt động vào năm 1998 với chiều dài 484m. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Honduras phải đối mặt với siêu bão nhiệt đới mạnh cấp 5, cao nhất trên thang đo bão phương Tây, gọi là siêu bão Mitch. Với lượng mưa lên đến 1.905mm trong vòng 4 ngày đêm, siêu bão Mitch đã gây ra thảm họa với 5.657 người thiệt mạng, 8.058 người mất tích, 12.000 người bị thương, gần 3 triệu người mất nhà, và tổng thiệt hại lên đến hơn 6.500 tỷ đô la Mỹ. Hầu hết các cây cầu trên dòng sông đã sụp đổ, nhưng như kỳ vọng của chính phủ và người dân Honduras, cây cầu mới vẫn đứng vững trước cơn bão. Tuy nhiên, điều đáng buồn là chỉ có duy nhất cây cầu vẫn đứng vững. Phần lối dẫn lên cầu đã bị lũ cuốn trôi. Thậm chí, con sông cũng đã thay đổi dòng, chảy sang bên cạnh. Và vậy là cây cầu kiên cường, với những kỳ quan công nghệ, trở nên vô dụng nhất trên hành tinh. Những câu chuyện kỳ lạ vẫn kết thúc công trình, khiến người ta quên mất rằng nó đã từng là một thành tựu tuyệt vời. Thậm chí, hình ảnh nó đứng lẻo lái giữa cát trắng bao la đã khiến nó nổi tiếng trên khắp thế giới. Cây cầu được gọi là cây cầu dẫn đến hư không, nhưng đối với người dân sống hai bên bờ sông, sự bất tiện đã điểm đến đỉnh điểm. Họ phải đi thêm gần 40 km để có thể qua sông. Tuy nhiên, chính phủ Honduras đã bắt đầu quyết tâm để hồi sinh công trình này.